người. Khác với em Satya Sonic thì hôm nay em Suzuki Rider sẽ mang đến cho mọi người một phiên bản màu jean và màu sơn vô cùng đặc sắc. Tức là đặc sắc ở đây đó là về giá nha. Tại vì về ngoại hình á thì em Suzuki Rider này không khác gì em Satya. Nhưng em Rider này là em Suzuki chính hãng của Việt Nam luôn, được lắp ráp tại Việt Nam. Và tất nhiên là chế độ bảo hành của em đấy cũng trên toàn quốc luôn nha, 3 năm trên toàn quốc, nên là mọi người yên tâm. Trước khi đi vào hai em Rider này thì Trôm xin cập nhật cái địa chỉ cửa hàng trước. Địa chỉ cửa hàng của Trôm thì nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Liên hệ ngay cho Trôm qua số điện thoại 0325 333 789, có sử dụng Zalo. Trôm sẽ gửi vị trí và cũng như là báo giá trực tiếp cái những cái dòng xe mà các bạn đang quan tâm nhé. Rồi, xe Rider này thì hiện tại bên cửa hàng Trôm đang bán với mức giá là 48 triệu đồng. 48 triệu đồng với phiên bản màu jean. Nếu các bạn lấy em xe bên cạnh Trôm đây, màu xanh này là màu 3D, thì các bạn thêm cho em 2 triệu tiền chi phí sơn nữa. Và mọi người mua xe trả góp thì đưa trước cho em 3 triệu đối với bạn xe Suzuki Rider này nha. 3 triệu đồng là nhận được xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Rồi, đi vào em này thì các bạn thấy hình như em này giống em Satya báo đốm video trước Trôm có quay nha. Đây, cũng là sơn theo kiểu bão đêm này, Satya này, có báo đốm nha. Đây, nhìn ngoài cái chữ tên hiệu Rider và Satya ra thì em nó không khác gì một em Satya chính hãng nha. Đây, thêm chi tiết màu cam rất chi là đẹp này, được làm nổi trên cái nền áo màu xanh và đen. Giá thành lại rất chi là hợp lý nha, có 48 triệu đồng thôi, trả trước 3 triệu là nhận xe Suzuki Rider. Rồi, kế tiếp bên này là một em màu jean nha các bạn. Màu jean, màu xanh cam này. Các bạn nhìn không khác gì, không kém gì so với màu sơn đúng không? Có những cái chi tiết màu, đây, chữ màu cam đen nổi lên giữa nền màu xanh này, nhìn rất chi là nổi bật. R150, Satya thì nó sẽ là F nha, còn Rider nó sẽ là R. Mua xe các bạn nếu mà liên hệ trước với em hoặc với cửa hàng có nói là đã xem kênh video của Trôm thì em sẽ hỗ trợ ngay cho bạn 500.000 tới 1 triệu đồng tiền xăng xe. Và đặc biệt là mọi người trả 40% giá trị chiếc xe, 40% là tương đương với cỡ 18 triệu là các bạn có thể sở hữu được gói cả Việt gốc rồi. Và cả Việt gốc các bạn có thể mang đi đường, chạy đi đường từ tỉnh này sang tỉnh kia luôn nha. Bên cửa hàng của em thì vẫn hỗ trợ trả góp toàn quốc luôn và ship xe toàn quốc, nên là bạn nào, anh chị nào ở xa mình cứ liên hệ cho em sẽ hỗ trợ mọi người. Và bên cửa hàng của em thì luôn luôn có những cái phần quà ưu đãi dành cho mọi người. Hãy tranh thủ thời gian, tranh thủ những cái ngày nghỉ, mình có thể ghé cửa hàng của em để ủng hộ em nha. Rồi, cuối video thì xin kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.